Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game là Bus Simulator Indonesia anh em nha. Đó, anh em cũng biết á, là cái phiên bản 3.6 cái tựa game là Bus Simulator Indonesia nó cũng đã thì trong quá trình mình nghiên cứu á, mình thấy như thế này. Đối với những anh em nào mà xài hệ điều hành Android, à, anh em vào chữ giới thiệu điện thoại của mình nè, à, anh em xuống cái chữ phiên bản Android mà hệ điều hành Android 11 á anh em, thì chúng ta sẽ bị gặp một cái lỗi, đó chính là chúng ta không thể nào copy cũng như sao chép trong cái tệp lưu trữ của game. Chính vì cái điều đó mà anh em mod cái tiếng Việt á bằng những cái phương pháp cơ bản nó sẽ bị lỗi ngay lập tức. À, thì Mẫn đã nghiên cứu và Mẫn đã tìm được cái phương hướng cũng như là cái cách mà hướng dẫn anh em mod tiếng Việt thành công 100%. Đó, và cái cách của Mẫn á, thì là không anh em làm theo cách của Mẫn thì cho dù là phiên bản Android 10, 11, 9 hay gì đó thì anh em vẫn thành công nha. Thành công 100% trên mọi hệ điều hành Android luôn anh em. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Đó, thì đầu tiên Mẫn sẽ xóa cái game đi anh em nha. Mẫn sẽ xóa hẳn cái game đi luôn. Đó, thì Mẫn muốn làm cái video này dành cho những anh em nào newbie luôn. Có nghĩa là chúng ta chưa biết gì về cái tựa game này và chúng ta tìm hiểu để chúng ta chơi và chúng ta chơi luôn cả phiên bản mới nhất cho kịp với anh em chúng ta luôn. Thì để đầu tiên á, chúng ta sẽ tải game. Thì đầu tiên tải game như thế nào? Anh em bấm cái chữ CH Play. Cái chữ CH Play này là cái cửa hàng mặc định trên mọi hệ điều hành Android ha. Trên mọi hệ điều hành Android chúng ta đều có hết anh em. Đó, và cái chữ CH Play này anh em bấm cái chữ CH Play nha. Nó có chữ là CH Play đó anh em. Bây giờ vào đây anh em bấm cái chữ là tìm kiếm ứng dụng. Anh em bấm vô cái chữ là Bus Simulator Indonesia cho bạn. Đó, chúng ta cứ bấm chữ Bus, chúng ta cách vô một cái nó cứ hiện là Bus Simulator Indonesia. Nếu mà anh em nào mà chúng ta chưa tìm lần nào á, thì chúng ta bấm nguyên cái chữ này cho mẫn nha. Chúng ta bấm chữ OK. Đó, thì đây là cái game chúng ta nè anh em. Chúng ta có thể kiểm tra cái phiên bản bằng cách là chúng ta nhấn vô cái chỗ là 4.4 này nè. Chúng ta bấm vô đây thì nó hiện lên cái mũi tên nè, về trò chơi. Anh em bấm cái mũi tên này cho mẫn. Đó, anh em kéo xuống thì ở đây nó có cái tính năng nè. Và cái phiên bản nó mới nhất là 3.6 ha. Ok, bây giờ chúng ta thấy phiên bản hợp giờ, chúng ta sẽ bấm cái mũi tên quay trở lại anh em. Đó, và chúng ta bấm chữ cài đặt cho bạn, bấm chữ cài đặt. Đó. Thì khi mà chúng ta cài đặt trực tiếp trên cái cửa hàng mặc định của trên Android đó anh em thì nó sẽ không có bị lỗi, nó sẽ hạn chế bị lỗi cho anh em chúng ta tối đa luôn. Bằng đó thì anh em cứ yên tâm nha. Chúng ta cứ lên cửa hàng CH Play và chúng ta cứ tìm đến cái tựa game và chúng ta bấm chữ cài đặt là chúng ta sẽ không bị lỗi trong quá trình cài game. Do cái video này là mình muốn làm dành cho những anh em newbie luôn, những anh em nào mà chưa biết chơi, chưa biết về tựa game này, chúng ta làm và thực hiện thành công 100% luôn. Đó, cho nên những anh em nào đã biết rồi thì chúng ta cũng phải chịu khó chúng ta xem lại ha, để chúng ta có thể mod thành công cái tiếng Việt ở trên cái phiên bản là Android 11 nha. Nó tải cũng lẹ lắm anh em, cái này thì phụ thuộc vô cái mạng wifi của anh em. Đó, nó tải cũng rất là nhanh luôn nha. Đó, anh em thấy là cái vòng tròn nó xong là nó hiện xong anh em nha. Đó, nó gần xong rồi nè anh em, 98 rồi nè, đang cài đặt. Đó, nó chạy một hồi là 3.6 nè anh em. Đó, nó chạy một hồi nó kêu mình chữ mở nha. Thì bây giờ anh em có thể bấm chữ mở cũng được hoặc anh em out ra luôn, sau đó anh em quay trở lại điện thoại anh em thì đã có cái game Bus Simulator Indonesia là anh em bấm vô đây chúng ta mở luôn cho bạn, mở luôn. Đó, nó kêu mình là cho phép truy cập vào hình ảnh và nội dung thì chúng ta bấm chữ cho phép luôn nha anh em nha. Tại vì nó phải truy cập vô hình ảnh thì sau này chúng ta mới mod cái skin vào trong game được anh em nha. Đó, vậy là chúng ta sẽ đã vào game thành công rồi anh em. Và cái phiên bản hiện tại nó là phiên bản tiếng Anh nha. Đó, kia cứ cái bước đầu tiên là cái bước mà chúng ta cài đặt game đã thành công 100%. Chúng ta out ra nha, chúng ta bấm cái này nè, nó out ra, chúng ta bấm chữ Z anh em. Đó, hiện tại là chúng ta đã cài game thành công rồi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào cái việc là mod tiếng Việt. Ok, chúng ta bắt đầu anh em nè. Đầu tiên anh em vào cái YouTube cho mọi anh em vào YouTube.
anh em bấm vô cái kính lúp này nè anh em. Đó, anh em nào mà chưa biết đến kênh của Mẫn, anh em có thể bấm vô kính lúp này ha. Chúng ta tìm đến cái chữ là Nguyễn Mẫn Gamer, anh em có thể đánh vào ha, Nguyễn Mẫn Gamer. Đây anh em, đó, đây, em bấm vào đây. Anh em bấm vô cái biểu tượng cho Mẫn nha, bấm cái dòng ở trên cùng là cái biểu tượng của Mẫn nè. Đó, bấm vô đây cho Mẫn. Rồi anh em kéo xuống, anh em kéo xuống ở đây Mẫn có một cái video là video tải lên phổ biến á. Nó có một cái chữ là hướng dẫn tải game mod map Việt Nam. Đó, anh em thấy cái avatar này nè, thì anh em bấm vô đây. Đó, chúng ta có thể bấm vô cái mũi tên là giới thiệu về ứng dụng này, chúng ta bấm xóa cái này đi nha, cái này là quảng cáo anh em, chúng ta bấm tắt đi để nó hiện lên cái chỗ là ngay ở cái dòng tiêu đề là hướng dẫn tải game mod map Việt Nam Việt hóa nè, nó có cái mũi tên kế bên nè, anh em nhấp vô cái mũi tên này cho bạn nha. Thì anh em kéo xuống nó sẽ có một cái dưới đây là ngay chỗ đây nó có một cái dòng là bản mod tiếng Việt phiên bản 3.6 đó. Ở đây vẫn có hai cái link, thì anh em download lần lượt hai cái link này về luôn cho bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ download cái link đầu tiên nè, cái link thứ nhất, chúng ta download cái link thứ nhất anh em nha. Đó, nhấp vô thì nó sẽ qua cái trang BB Link, anh em cứ bấm là tôi không phải là người máy. Đó, rồi nó kêu mình là vạch qua đường, nó kêu gì là làm đó anh em nha. Chúng ta tìm đến cái vạch qua đường nha. Đó, tìm đến khi nào nó hết thôi nha, sau đó chúng ta bấm chữ xác minh. À, nó kêu mình máy kéo thì chúng ta cứ chọn thôi. Đó, đôi khi nó kêu mình hơi nhiều thì anh em cứ chọn nha, bấm chữ xác minh anh em. Đó, cái quảng cáo này nè anh em có thể tắt đi. Đó, tắt nó đi. Chúng ta bấm chữ list vào đây để tiếp tục. Đó, chúng ta chờ 5 giây nha, chúng ta chờ 5 giây. Đó, cái quảng cáo thì anh em có thể tắt đi nha, nó không cần thiết, chúng ta tắt đi. Đó, rồi chúng ta lấy chữ link nè anh em, khi mà nó hiện lên chữ lấy link, nó bấm chữ lấy link. Thì ở chỗ này nè anh em chọn cái Gmail mà trên cái tài khoản Google Drive của anh em. Đây nó kêu là mod tiếng Việt ha, cái file chúng ta tải đầu tiên là file mod tiếng Việt v36.rap, nó đang tải nè anh em. Cái quá trình tải này nhanh hay chậm phụ thuộc vô mạng wifi nhà anh em, nhưng mà cơ bản là cái file này là cái bản mod là bản nén từ game, cho nên là nó cũng khá nặng nha, nó cũng khá nặng anh em ạ. À, nó không phải nhẹ nha, nó không phải như là những cái mod skin nó nhẹ mà cái này nó hơi nặng. Thì anh em chịu khó chúng ta chờ cho đến 100% nha. Đây anh em, đó ok 100%, nó kêu mình là mở cái gì đó thì anh em bấm chữ hủy á Mẫn nha, chúng ta không cần mở nha, chúng ta bấm chữ hủy á Mẫn, bấm chữ hủy. Ok, vậy là chúng ta vừa tải xong một link. Bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại cái video hồi nãy đó anh em. Chúng ta tiếp tục cái link thứ hai là cái link mà tiếng Việt gạch cái 36 anh em bấm vô đây để mà tải cái link thứ hai về nha. Đó, bấm vô đây. Là tiếng Việt 36 nè, anh em cũng làm y chang như hồi nãy thôi. Nó kêu mình là tìm máy tính tiền, chúng ta cứ tìm máy tính tiền thôi anh em. Rồi bấm chữ xác minh. Đó, mấy cái quảng cáo này nè, anh em cứ tắt đi, bấm vào đây để tiếp tục. Đó, chúng ta tiếp tục chờ 5 giây để chúng ta lấy đi cái link thứ hai. Đó, lấy link. Chúng ta tiếp tục chọn cái email trên Google Drive. Đây, tiếng Việt V ba tiếng Việt 36 nè, kêu là loại tệp này không hỗ trợ, nhưng mà nó chạy hết cái cây đó là chúng ta đã thành công ha. Và chúng ta đã Bây giờ chúng ta không cần nữa, là chúng ta xong rồi đó anh em, chúng ta đã tải được hai link rồi về rồi đó anh em. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ tải trên Google Drive. Hồi nãy là chúng ta tải từ YouTube về thì mặc định từ dưới sẽ nằm trên Google Drive. Bước tiếp theo anh em vào Google Drive nha, anh em bấm vô cái chỗ ba chấm này nè, cái ba gạch này nè, bấm vô đây. Anh em bấm chữ gần đây, vẫn có cái đồng hồ là bấm chữ gần đây. Trong gần đây nó có hai cái chúng ta vừa mới tải về là mod tiếng Việt V36.rap và tiếng Việt 3.6.rat. Anh em tải lần lượt hai cái này về bằng cách là anh em đầu tiên nha, mình sẽ tải cái ở dưới trước là anh em bấm vô cái ba chấm này nè, rồi anh em bấm kéo xuống tí xíu có chữ tải xuống nè, nó có mũi tên tải xuống nè, anh em bấm chữ tải xuống rồi bạn. Ok, đây anh em có thể coi quá trình tải bằng cách kéo cái màn hình xuống, nó sẽ có một cái là mod tiếng Việt nó đang tải về máy của chúng ta đây anh em. Đó, cái quá trình tải thì nó cũng sẽ diễn ra hơi chậm một tí xíu, nhưng mà cơ bản là nó sẽ nhanh hơn từ YouTube.
Tại vì là khi mà tải từ Google Drive về máy nó sẽ nhanh nhanh hơn là từ YouTube về trên Google Drive. Anh em chịu khó đợi nha, đợi cho đến 100% nha, chứ đừng có đăng tải mà anh em tắt thì chúng ta sẽ bị hư bản mod đó anh em ơi. Nó tải cũng lẹ lắm cho nên anh em dáng chịu khó đợi. Đó, đã tải một tệp xuống. Ok anh em ơi, vậy là chúng ta tải xong một tệp rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta tải cái tệp thứ hai là tiếng Việt 3.6 nè anh em, chúng ta bấm cũng bấm vô cái ba chấm này, chúng ta kéo xuống tìm đến chữ là tải xuống, nó có cái mũi tên nè anh em, chúng ta bấm thử tải xuống. Đó, thì cái này tải lẹ lắm anh em ơi. Đó, nè, sẽ tải xuống thứ một là xem thông tin. Đó, giờ nó tải xong rồi đó anh em. Nè, đã tải xuống một tệp nữa nè, đó, có nghĩa là cái đầu tiên là hơi chậm thôi, còn cái tiếng Việt này là cái bản mốt nó rất là lẹ luôn. Bây giờ là bước thứ hai chúng ta xong rồi ha, nghĩa là bước thứ hai là chúng ta tải từ Google Drive về máy đã xong thì chúng ta out ra hết luôn nè anh em, thấy là cái chỗ mà chạy ẩn của vẫn là không còn sổ nào nha. Bây giờ chúng ta sẽ mod tiếng Việt bằng cách là như thế nào ha. Đầu tiên anh em nhớ cài cho vẫn cái phần mềm Jazztriver nha, những anh em nào mà đầu tiên xem kênh á, anh em có thể cài cái phần mềm Jazztriver này bằng cách là ở dưới cái đường link của vẫn cũng có, hoặc là anh em bấm cái chữ CH Play nè, quay trở lại CH Play, anh em bấm vô cái Google Play cho vẫn, bấm vô cái mũi tên mình kiếm nè, anh em bấm cái chữ là Z A R vậy thôi là nó sẽ ra cái chữ Jazztriver cái xanh xanh nè anh em bấm vô đó. Nếu anh em nào mà chưa cài đặt á thì á, ở đây nó có chữ cài đặt như hồi nãy á, anh em bấm chữ cài đặt cho vẫn nha. Còn anh em nào mà cài rồi, ok anh em nhớ cài cái Jazztriver nha. Nếu mà anh em không muốn cài qua CH Play thì ở dưới phần mô tả mình cũng đã có ghim link cái app này rồi, để bấm vô cài trực tiếp cũng được. Ok bây giờ chúng ta sẽ dùng xe Jazztriver này, em bấm chữ ha, chúng ta vào cái thư mục download cho mình, vào cái thư mục download ha. Tại sao? Tại vì hồi nãy chúng ta tải từ Google Drive về máy thì mặc định Google Drive về máy nó sẽ nằm trong thư, bấm vô chữ download cho mình nha. Trong thư mục download này anh em bấm vô cái ba chấm ở trên cùng cho mình, cái ba chấm này nè, bấm vô cái ba chấm này, chúng ta chọn chữ phân loại theo, nó sổ ra chúng ta chọn chữ ngày. Để làm gì anh em, khi mà anh em có quá nhiều bản mod như mẫn thì anh em sẽ phân loại theo ngày, anh em kéo xuống nó sẽ nằm hai cái bản mod mới nhất chúng ta tải về nó sẽ nằm cuối cùng. Đây anh em thấy nè, tiếng Việt 3.6 nè và mod tiếng Việt V36.rat. Vậy là chúng ta đã thành công trong cái việc là chúng ta tải về máy rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mod tiếng Việt nè. Anh em làm từ từ nha, làm từ từ bước này nha, không không bỏ không tua video anh em nha. Đây, đầu tiên anh em sẽ vào lại cái phần mềm Jazztriver nè, bây giờ vẫn ao hết cho anh em coi nha. Đó, chúng ta vào phần mềm Jazztriver ha, chúng ta sẽ vào cái chữ Android ha. Vừa vào Jazztriver đó anh em sẽ kéo lên kéo xuống như thế này, tìm đến cái thư mục là Android. Đây anh em, cái thư mục này nha, cái thư mục mà có con virus nè đó, con virus đây nè, bấm chữ Android cho mọi. Đây anh em bấm chữ Android nha, nó hơi bị lắc tí xíu, anh em bấm chữ Android. Thì vào trong Android nó có một cái thư mục là OBB. Đây anh em nha, OBB. Thì anh em bấm cái chữ OBB này cho mẫn, bấm OBB nha. Đó. À, bấm chữ OBB và ở trong OBB nó có là cơm chấm ma leo bớt similar choice đó. Đây, cái biểu tượng của chúng ta đây, cái dòng này nè, anh em đúng cái chữ này nha. Anh em bấm vô đây cho mẫn. Ở trong đây nó có một cái file là main chấm 200635 chấm cơm chấm cái gì đó. Đó, thì anh em bấm vô cái file này ha, anh em bấm vô cái file này, anh em bấm và đè cái tay luôn nha, bấm và giữ cái tay luôn đó, đè cái tay chúng ta vô luôn, bấm và giữ cái tay luôn. Ở đây nó hiện lên một cái bảng menu thì anh em bấm cái chữ là xóa đi cho mẫn nha. Ok, nó kêu mình bạn có thật sự muốn xóa không, anh em bấm chữ có luôn, anh em bấm chữ vâng luôn. Ok, vậy là trong thư mục này chúng ta đang là thư mục trống anh em coi nè, chúng ta vào lại nè, đó là chúng ta xóa mất cái hồi nãy rồi là thư mục trống nha. Bây giờ chúng ta bấm cái mũi tên này nè, lần lượt bấm mũi tên này nè đó, cho nó quay trở lại ở cái chỗ này nha, quay cái lại chỗ này, quay ở trở lại cái thư mục Android á, nhưng mà chúng ta không vào thư mục Android nữa mà chúng ta sẽ vào cái thư mục download anh em. Ở đây nó có thư mục download nè, anh thấy không, chữ download nè, nó có mũi tên chỉ xuống nè, anh em bấm vào đây cho mọi, bấm vô cái thư mục download này nha, bấm vô
nếu mà nó bị trường hợp vậy thì em cứ thoát ra vô lại nha. Cái receiver nó hay bị vậy, nếu mà anh em đẻ tay vô nó hay bị dính vô luôn á. Anh em lít một cái buông ra liền là được nha. Bấm vô cái mục download nè, lít vô buông ra. Đó là nó dăng vô đây ha. Ở đây nó có một cái, anh em cứ tiếp tục bấm vào đây nha. Bấm vào đây chúng ta phân loại theo ngày để chúng ta dễ nhìn. Ok, ở đây nó có một cái là mod tiếng Việt V36 chấm rát á. Ở đây nè anh em cứ bấm vô đây. À không đâu anh em, không cần phải giữ tay. Anh em lít một cái buông ra liền, bấm vô cái buông ra liền, bấm buông ra liền. Đó, ở đây nó kêu mình là giải nén tại đây, anh em bấm chữ giải nén cho mẫn luôn nha. Bấm chữ giải nén tại đây nè, nó hiện lên cái thư mục nè. Làm lại cho anh em coi nha. Cái thư mục là cái anh em nhớ cái tên là mod tiếng Việt V36, anh em bấm nhấp vô cái là buông ra liền nha. Nhấp vô cái là nó hiện lên một cái bảng menu, nó có chữ xem và chữ giải nén tại đây. Anh em bấm vô cái dòng thứ hai là giải nén tại đây cho mẫn, bấm vô giải nén tại đây nha. Giải nén tại đây. Nó đang giải nén đó anh em, nó đang giải nén nè. Đó. Đây giải nén. Ok, vậy là chúng ta đã giải nén thành công ha. Chúng ta sẽ xem cái tiệp đó đây đây anh em. Nó sẽ nằm ngay ở phía trên nè, main 200635.com.leo này, bằng cách là anh em bấm và đè cái tay luôn, bấm vô cái này và đè cái tay luôn. Nó sẽ hiện lên cái chữ là sao chép ở dưới chữ thông tin đó, nó có chữ là sao chép nè. Anh em bấm vô cái chữ sao chép này cho mọi, bấm vô sao chép ha. Sau đó chúng ta sẽ kéo lên cùng, nó có cái mũi tên chỉ đi lên nè, dòng trên cùng luôn, dòng trên cùng của cái file luôn. Anh em bấm vô cái này cho bạn, bấm một cái nó sẽ quay về cái chỗ này ha, quay về cái chỗ là chữ xoa cho so này nè. Đó, chúng ta sẽ tìm đến cái mục Android hồi nãy anh em, hồi nãy Android nó nằm ở trên đúng không, nhưng mà đôi khi nó sẽ dăng ở đâu đó, anh em sẽ tìm trong đây. Đây cái mục Android nè, đây cái chữ Android hồi nãy là anh em cứ bấm vô đây cho bạn nha, bấm vô đó. Chúng ta tiếp tục vào cái OBB, vào cái OBB cái hồi nãy mà chúng ta vừa chưa xóa đó anh em, cứ vào OBB. Bấm vô OBB nha. OBB vào cái là cơm.manleo bus similar choric, chúng ta bấm vào đây. Đó, trong đây đang là thư mục trống, hồi nãy chúng ta đã xóa cái kia đi rồi đó anh em. Thì bây giờ hồi nãy là chúng ta vừa copy xong, chúng ta bấm vô cái biểu tượng đây nè. Nó có sẽ có cái biểu tượng ở dán ở đây nè. Đó, hoặc là ở trên đây cũng được nha. Đó, hai cái biểu tượng này, biểu tượng nào anh em click cũng được, anh em cứ click vô cái biểu tượng này là nó sẽ dán cái hồi nãy vô đây, nó dán cái hồi nãy mà chúng ta vừa giải nén ra đó anh em, là cái file mà main chấm 200635 chấm cơm chấm anh leo đó. Ok, vậy là chúng ta đã dán cái file đó vào. Bây giờ chúng ta sẽ vào game thử nha. Sau khi dán vô xong chúng ta out ra hết nha, chúng ta sẽ vào trong game lại cho mẫn nha. Chúng ta vào lại game, đây anh em ơi, sau khi mà vào game á, thì cái giao diện của nó sẽ không còn vào được cái game hồi nãy nữa anh em nha. Nó vào trong cái gara này là đúng nha, anh em đừng có sợ nha. Chúng ta làm tới đây là đúng chứ không có sai nha. Đó, sau khi mà vào cái game thì nó sẽ vào mặc định trong cái gara là đúng chứ không sai anh em nha, là đúng. Ok, bây giờ chúng ta đã đúng rồi thì chúng ta sẽ out cái game ra ha. Chúng ta out cái game ra thì anh em biết cách chúng ta out, mà chúng ta bấm vô cái cửa sổ hiện hành á, chúng ta cứ kéo qua qua thôi, tùy cái điện thoại anh em đang sử dụng á. Đây, khi mà anh em mở ra cái cửa sổ ẩn á thì nó sẽ không còn cái, là ok nha. Anh em nhớ nha, copy vào mà vào trong game nó hiện cái gara là chúng ta đúng chứ không sai nha, đừng có hoang mang nha, đúng. Ok, bây giờ tiếp tục chúng ta làm cái bước cuối cùng để chúng ta mod tiếng Việt thành công anh em. Chúng ta vào lại cái dách driver cho bạn. Trong cái dách driver này anh em tiếp tục tìm đến thư mục là download nè, chữ download nè, anh em click vô cho bạn. Trong download này cũng tiếp tục anh em phân loại theo ngày cho bạn nha, để chúng ta dễ tìm nha. Phân loại chúng ta bấm theo ngày đó, kéo xuống. Hồi nãy là chúng ta vừa giải nén xong cái mục ở trên và copy cái này vào cái file OBB rồi, và vào game là thấy cái gara là đúng anh em nha. Bây giờ chúng ta sử dụng tiếp tục đến cái tháo này nè anh em, tiếng Việt B36.rat này nè. Đó, chúng ta nhấp vô đây, nhấp vô một cái nha. Anh em nhấp vô một cái như cái này nha, nhấp vô một cái và chúng ta chuẩn bấm cái chữ là giải nén tại đây luôn cho mọi, cái chữ dòng là giải nén tại đây nè, anh em nhấp click vô. Ha, đó thì vừa giải nén xong này, cái nhìn nó rất là lẹ, giải nén là lẹ anh em kéo lên đây, kéo lên đây thì do là cái file này vẫn nén ở cái định dạng là thư mục, cho nên nó sẽ có cái file là tiếng Việt 36 3.6 đây nè, anh em có list đây nè. Nó mà có cái file là 98 96 FA đó là đúng anh em nha. Đó, bây giờ chúng ta out ra. Đó, chúng ta giải nén thành công trong đây rồi, chúng ta cứ out ra nha. Chúng ta out ra. Chúng ta cứ bấm bấm cái mũi tên này nè, bấm mũi tên này cho nó đi ra nè. Đó. Quay trở lại ở cái giao diện này, anh em tìm đến cái Android cho mẫn nha. Anh em tìm đến cái dòng là
Android nè ha, Android anh em click vô đây, Android click vô, chúng ta chọn cái OBB nè, cái file cái mục là OBB nè ha, OBB vô lại ha. Nè nó hay bị dính anh em đó, nó hay bị dính như vậy á. Nếu mà anh em bị dính thì anh em cứ click ra nha đó, nó bấm vô nó hay bị dính như là nó không mở được nè đó, anh em cứ click cái tay vô nó sẽ mở nè, đây nè đó, anh em cứ click cái tay vô nó hay bị dính như này nè, anh em cứ out cái chương trình nha. Cái JavaScript nó hay bị lỗi như vậy á, anh em cứ vào là JavaScript rồi anh em cứ vào trong cái thư mục Android lại nha, đó nó hay bị dính thì cứ vào vậy thôi, Android đó, vào cái OBB nè, OBB đó, rồi vào trong cái thư mục là chrome.manleo.best.best.miller.javis đó, anh em bấm vô đây đó. Thì trong cái này á, hồi nãy là chúng ta vừa dán cái file là main 200635 vào đó, anh em click vào đây một cái nó sẽ hiện lên cái bảng menu ở dưới, ở đây nó có chữ mở ha, thì anh em có chữ mở là chữ xem và chữ giải nén tại đây nè, thì ở cái dòng này á anh em bấm vô cái chữ là xem cho vẫn nha, bấm chữ xem. Cái dòng thứ hai là có con mắt nè, bấm chữ xem nha, xem chứ không bấm cái khác nha, anh em chọn cái chữ xem cho vẫn, xem. Trong xem này á thì nó hiện hai cái thư mục, anh em bấm cái chữ là accept cái thư mục ở trên, anh em accept nhấp vô cái. Ở đây chúng ta tiếp tục đoạn thư mục bin, trong bin nó có thư mục data nè, anh em tiếp tục chọn vô thư mục data cho bạn đó, vô data nó sẽ hiện ra một đống cái thư mục trắng luôn anh em nha, một đống thư mục trắng luôn. Thì anh em đừng có để ý gì hết, anh em bấm vô cái chỗ này nè, bấm vô cái dấu cộng này nè, dấu cộng nè, anh em bấm dấu cộng ha, chúng ta bấm vô cái dấu cộng như này nè đó, thì nó sẽ hiện lên cái dòng ở trên nè, nó có cái file trắng trắng nè, y chang với file này nè, cái trên cùng nè, anh em click vô đây đó. Thì list đây nó sẽ mở lên cái tệp lưu trữ của chúng ta, thì chúng ta vào lại cái thư mục, chúng ta tìm đến thư mục download anh em, đây cái thư mục download nè đó, chúng ta tìm đến thư mục download hồi nãy nè, bấm vô nó, nếu mà anh em click vô mà nó cứ bị dính xanh xanh thì nó không vô được đó, thì anh em cứ bấm chiêu hủy với làm lại thôi nha, bấm chiêu hủy rồi chúng ta cứ làm lại như vậy thôi, bấm vô cái dấu cộng rồi bấm vô cái trên cùng đó, lâu lâu nó sẽ bị như vậy, rồi anh em tìm đến cái thư mục download nè đó, khi nào mà click vô được đó, thì chúng ta mới làm được nha, click vô cái thư mục download cho vẫn nha, lít vô đó, lít vô nó mới vô được như vậy anh em nha đó. Nếu mà anh em mà cứ mà bị dính như mà nó cứ bấm vô, bấm cứ làm lại thôi, nó cứ gì trên bấm vô nè, bấm vô đây đó, rồi tìm đến cái mục download thôi đó, anh em cứ lít nhanh vô cái là được cái gì. Ô nó bị cái gì ta, à nó nếu mà nó bị dính như thế này nè em cứ lít cái tay vô tầm 2-3 cái là nó vô mà. Thiệt chứ cái giá chiver nó hơi bị xịt anh em ơi. Đây anh em cứ tìm đến cái thư mục download rồi chúng ta cứ lít vô thôi, gần xong rồi mà nó còn làm khó mà đây, đây cái thư mục download này anh em lít vô đó, lít vô cái thư mục download nha, à mẫn hiểu rồi. Đây anh em click vô đây, anh em click vô trên đây, rồi tìm đến cái thư mục download nè. Đó. Thay chúng ta bấm vô đây thì chúng ta bấm ở phía bên đây anh em, cái tay chúng ta bấm ở phía bên đây nè, bấm vô cái ở phía bên không có chữ download đó là nó sẽ vô nè. Bấm vô cái phía bên bên đó anh thấy không? À thì ra là vậy. Đó, bấm vô vậy nha. Thì ở cái file đây nè, tiếp tục anh em vào cái tiếng Việt nha, bấm vô cái file tiếng Việt này nè, anh em cứ để cái tay ở cái chỗ không có chữ đó, cho nó tránh cái trường hợp mà bị dính lỗi anh em nha. Đó, chúng ta đã click vô cái chỗ tiếng Việt là cái dòng tiếng Việt, anh em click vô cái đó, thì trong đây nó có một cái file là 9896FA gì đó, thì anh em cứ click cái tay vô đây nha, click vô đó, click vô nó sẽ xanh nha, click vô là nó sẽ xanh đó, click vô nó sẽ xanh như thế này, sau đó anh em bấm chữ thêm vô đây nha, chúng ta bấm chữ thêm nè, đó bấm chữ thêm vô đó, thì nó đã chạy nguyên cái tiệp đó, kêu là tiệp là đêm thoại thành công đó anh em. Anh em có thể kiểm đó, anh em có thể kiểm tra bằng cách là nhấn vô cái kính lúp ở trên đây nè, đó nhấn kính lúp ở trên đây nè, anh em bấm cái tên hồi nãy của mình mới bắt vô là như là F 9896 FA ha, đó 98 96 FA đó, rồi anh em thử bấm vô cái này thử có không, đây nó có nè anh em, nó cái tiệp nó vừa mới copy vô là có nè. Đó, vậy là chúng ta thành công trong việc bắt tiếng Việt đó anh em. Bây giờ mình sẽ vào trong game và mình test cho anh em coi nha. Đó, chúng ta vào lại trong game nè anh em, ha, vào lại trong game nha.
Đó, nó chạy lại game nè anh em, nó không còn vô cái gara nữa nè, không hồi nãy nó vô cái gara đó, bây giờ là sau khi copy nó chạy game đó anh em. Thì sau khi mà vào trong game thì nó đã mặc định ra từ phiên bản tiếng Anh hồi nãy nó thành công qua phiên bản tiếng Việt rồi nè anh em. Nè, chơi tự do nè, lái thuê nè, tiếp nè, nhà để xe nè, cửa hàng nè, mua tài xế nè, mod nè, đó tất cả cái này anh em đều hoạt động bình thường anh em nha. Nó vào nhà để xe thì chúng ta có thể tìm xe, nó tìm xe đó, đây là chiếc Taco ha, Taco Mobi Home đó, nó có tìm xe thoải mái thôi đó. Ok ha, vậy làm cái việc mà chỉ anh em mod tiếng Việt trên cái phiên bản 3.6 và trên mọi hệ điều hành Android á, đến đây á thì xin kết thúc nha. Đó thì cái video của Mẫn làm nó rất là chi tiết, và nên chi tiết nên nó hơi dài, cho nên những anh em nào chúng ta mà chưa biết làm á, chúng ta chịu khó xem từ đầu đến cuối, đừng bỏ bước cũng đừng tua video, để mà khi nó gặp lỗi á thì anh em hỏi Mẫn thì Mẫn cũng bó tay nha. Thì video làm rất là chi tiết rồi đó, nó chỉ hay có bị lỗi là khi mà anh em vào phần mềm Jazzkeeper á, click vô thì nó hay bị xanh xanh á, thì anh em nhớ là anh em click cái tay qua bên cái chỗ mà không có cái chữ á, thì nó sẽ vô hẳn luôn đó. Ok, vậy làm tất tần tật những cái gì mà mod tiếng Việt trên phiên bản 3.6 đó dành cho những anh em newbie luôn, Mẫn đã làm xong và hoàn tất trong cái video này rồi đó. Anh em chịu khó xem hết video để chúng ta mod thành công nha. Tất cả mọi đường link trong video này, từ link mod tiếng Việt ha, rồi link OBB, link Zachiever, vẫn đều có ghim ở dưới phần mô tả của video hết. Anh em kéo xuống phần mô tả của video là đều thấy nha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Nếu anh em thấy video của Mẫn làm hay thì cho Mẫn xin một like. Anh em nào mà lần đầu tiên xem kênh thì có thể đăng ký kênh cũng như nhấn vô cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mà Mẫn có ra những video lần sau nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Chúc anh em thành công. Bye bye.